Tiếp tục thì bữa nay Thác Sơn dẫn bà con xem lại cánh đồng ba vụ của xã Âu Long Vĩ, huyện Châu Phú. Thì nói chung tất cả những cái đồng ba vụ sau xạ vào lối vào tháng 11 âm lịch rồi á, từ trung bình nó từ mùng 5 đến rằm á, đến nó rằm đó là nó từ cái giai đoạn mùng 5 thì nó bị mức độ vừa vừa 30% mũi hành nha, với gầy đó, từ cái lối mà mùng 10 đến nó rằm thì nói chung là dập mạnh luôn. Thì đây thì nói chung thì bữa nay nó chỗ lên thấy bà con thấy thì cũng có bông có hạt, nhưng mà bà con mình đây làm quá tà gầu rồi, bây giờ thì bà con chỉ là ước là cắt ra là đủ vốn là mừng rồi, không cần là phải là lời đâu ha. Còn một số bà con mình đắc hai vụ sau á, nghe một số bà con mình nói tấn mốt tấn hai nó đâu trúng trúng thiệt, nhưng mà cái tiền vật tư rất là cao ha, cái tiền vật tư của bà con mình đắc hai vụ á, nội quản lý gầy không à, gầy với dịch bệnh á, đối với đề thơm ha, thì trung bình nó cũng khoảng nhẹ nhẹ cũng 2,5 triệu đến 2,7 triệu á, là đó hai vụ là quản là nói với cái năng suất vô tấn ha, một tấn trung bình vô tấn á, là cái tiền mà con quản lý gầy nâu với bón phân nước hạt đắt hai vụ nha, là trung bình nó từ 2,5 triệu 2,7 triệu là nhẹ nhất đó ha. Trung bình mà con mình vô tấn mốt tấn hai thì trung bình là từ 3 triệu trở lên, 3 triệu 3,5 triệu, nói chung tiền nào cũng nấy, mà con bỏ vốn ra mà con quản lý dịch bệnh tốt thì nó sẽ có đạt năng suất đó. Còn ví dụ ở đây thì bà con đất ba vụ ở đây, bà con giờ ba vụ ở đây, bà con mình vẫn là tiền tiền nó bà con là tiền phân tiền thuốc, nó không không xê gì là đất ba vụ luôn, không không xê đất hai vụ luôn, trung bình nó là nhẹ nhất một công tầm cắt á, nhẹ nhất là 2,5 triệu đó, mà 2,5 triệu dắt đất ba vụ sau này nó bà con nào đi 2,5 triệu này nó cắt ra chắc khoảng 200-300 kg, nó trung bình nó cũng ngang ngang với đất hai vụ á, bởi vậy bà con mình khổ lắm. Đây nói nông dân làm lúa vụ ba rồi được 9.000 mấy đó, lỡ không có nhiều lúa thắt nữa, nhưng mà lỗ thì lỗ cái lúc cậy đó. Như cái này cắt ra nó bà con dòm cái dàn bông nè, nó có bông hạt gì đó, nó thưa riêu thưa vĩnh nè, bà con thấy không, nó lưa thưa này 504 chứ không phải đề thơm 504 nè, này giống 504 không còn chứ không phải đề thơm, nói chung dàn bông rất là thưa luôn. Thì vụ đông xuân đối đất ba vụ này thì nếu bà con mình xạo UM18 thì thấy nó đỡ ha, như bên đây là UM18 nè, chính xác nè, UM18 nè, nếu bà con mình xạo UM18 là nó cái năng suất nó còn ha, tại vì UM18 nó nhiễm mùi hành nhưng mà mức độ trung bình thôi, không đến nặng ha. Đây UM18 rõ ràng ha, bà con giờ nó hạt nè, còn nó bà con tập trung xạ đề thơm là lên đường hết, đề thơm nó dịch nó dập một cái là hết trơn luôn ha, đa số đề thơm là bị rất là nặng. Còn em thì nó còn cái dàn bông nó vẫn còn nè, nó tệ tệ là cũng lời được chút đỉnh hơn là đề thơm. Em thì nói này cắt ra cũng được trung bình nó khoảng 700 kg, nói chung thì cũng gỡ vốn được dư lời hết. Còn đối với đề thơm năm nay là nặng luôn bà con ơi. Đây thì theo như thông tin Thất Sơn hỏi một số bà con mình làm ruộng ở đây nè, thì nói là phân nó bà con là một công tầm điền á, bà con phải tính công tầm điền chứ không phải tính công cắt nữa, một công tầm điền nó 70 kg trở lên á, 70 kg phân á, nó dục nó không phát tại vì nó bị dịch đó bà con. Tại vì thường thường bà con mình làm lúa lưới cái vụ đông xuân này nè, đông xuân mà trời nắng nóng á, mà bà con muốn biết mũi hành dễ lắm, mũi hành thường đi chung với gầy nâu, nếu bà con thấy có gầy nâu xuất hiện là mũi hành nó tấn công đó, nó hai thằng một lượt luôn, mà hai thằng xuất hiện một lượt luôn. Trước tiên thì bà con mình quan sát cái giai đoạn nó, thường thì đông xuân thì giai đoạn nó gây hại nặng nhất là cái giai đoạn nó bắt đầu chuẩn bị làm đồng ha, là gây hại nặng nhất. Còn giai đoạn để nhánh 18, 20, 22 ngày nó nằm nhòi đâu, nó gây hại có chút đỉnh là vài chục 10-20% là dữ lắm rồi. Mà giai đoạn đó, nếu nó có gây hại nó vẫn còn để nhánh được. Còn những cái giai đoạn mà từ 30, 20 mấy, từ trên 25 đó, đến ba mấy ngày là giai đoạn nó đã hoàn tất cái quá trình là để nhánh rồi. Đó, mà bà con mình không có lưu ý giai đoạn đó mà để cho nó tấn công rồi thì thua, nó không có để nhánh nữa. Một số bà con mới mười mấy ngày đi xịt mưa hành, người ta cứ 30 mấy ngày cái bỏ cái giai đoạn quan trọng bỏ, nói chung là cái đó là do bà con thôi, không có nắm bắt được cái tình hình thực tế ha. Mười mấy 20 ngày xịt mưa hành làm gì, kiếm gì trong đó, nó ăn cho nó ăn đi, dạng đẻ nhánh, tại vì giai đoạn nhỏ bà con mình còn bón phân nè, còn xịt thuốc nè, nó còn đẻ nhánh nữa, nó ăn cây mẹ nó còn cây con nó đẻ còn cha hơn nữa. Nó còn cái giai đoạn mà khi mà nó khoảng 27-30 ngày là nó hoàn tất quá trình đẻ nhánh rồi, mà mưa hành không chịu ngừa, nó để nó ăn rồi đẻ sao nổi nữa, lúc đó bà con muốn cho đẻ cũng nặng phân nặng thuốc nó mới đẻ ra ha. Nói chung vậy. Còn nói về dịch thì nói chung mình năm nay là dịch thiệt ha, tại vì thường thường bà con mình làm lúa thì nó vô dịch thì thường thường nếu mới hành không, không có sợ đâu, mới hành không, nếu cái này mà bị mới hành không thì nó khoảng
20-30% mà vẫn năng suất cũng vẫn vô 900 tấn vụ này bình thường, nhưng mà nó thêm cái thằng gậy nâu nè, thằng gậy nâu với gậy phấn trắng, nói chung thì Tất Sơn nói đây nó gõ cho con hiểu luôn, thì gậy phấn trắng á đặc tính của nó là không có gây hại gì nặng nó, nhưng mà khi nó bị mũi hành với con gậy nâu nó hút chích rồi, nó tấn công vào gây cái lúa yếu á, thì con gậy phấn trắng bắt đầu nó dập luôn ha, cũng như cái kiểu như nhà sập bị bịp leo á là nó ha. Còn nếu mà cái bình thường mà không có gậy nâu với gậy phấn trắng á, không có gậy nâu với mũi hành á, thì nói bà con cái con gậy phấn trắng này bà con mình lúa mình canh tác tốt ha, tốt đàng hoàng, nó giải kali xịt cứng cây chạy lá rồi, thì con gậy phấn trắng nó không có làm cho nở, thì nở cũng như nở chơi cũng như ở đợ bà con ha. Nhưng mà này do gậy nâu nó tấn công trước, nó hút chích, nó gây lúa bà con vàng lá, nó suy dinh dưỡng vàng lùn xuống lá, rồi thêm một số đất phèn phèn, nó có phèn phèn này nè, là đối với này thơm nó bị bú rễ nữa bà con nó, rồi nó xuống sức rồi con gậy phấn trắng nó mới dập luôn ha. Nói chung là vậy, thì nó vô hạn rồi, cái này giống như vô hạn à. Thường thường thì bà con mình cúng sao này kia đó, ví dụ 5 tuổi bà con, ví dụ mà mình bị cái tam tai, thường thường bà con nói tam tai là bị hạn, đúng là bị hạn, nhưng mà cũng nếu bà con có một cái tam tai không thì nó không vấn đề gì, tại vì nó còn sao tốt này kia nó kéo lại lúa vậy đó. Còn bà con dính cái tam tai rồi thêm cái thái tế rồi thêm cái sao la hầu hoặc cái đô nữa, thì nói chung là ba cái nó dập vô là trúng hạn ha. Thì năm nay bà con làm lúa mình đi gan luôn, mũi hành, gậy nâu, thêm gậy phấn trắng nữa, rồi thêm bú gãi, nói chung là hạn trồng hạn luôn, là nói chung mà con mình lông dễn. Năm nay nói chung mấy miếng này cắt ra nói chung thua, có em 18 thì còn vớt giác được, đúng nè, em 18 thì nó còn nó mới tình trạng nó kháng mũi hành hơi mạnh xíu á, con dầm bông nè đó. Dù sao thì cắt ra nó tệ tệ cũng 500-600 kg, nói chung chúng cũng 700 kg thì nói chung cũng vớt giác được, còn như mấy cái này cắt ra nó con một công 300-400 kg biết được không nè, thấy không, thưa không đó. Thì trong cái vấn đề canh tác lúa này bà con mình cũng quan trọng nhất là cái vấn đề dịch bệnh ha, mình phải nắm bắt cái thời điểm nó gây hại phát triển để mà mình phòng ngừa cho nó hợp lý nữa đó, và những cái giai đoạn nó phát triển sau rồi cho nó sung nó tốt, để mà giờ lỡ mà có bị dịch bệnh rồi nó vẫn còn sức mà để đẻ nhánh hoặc là nó phát triển tốt những cái khác. Nhưng mà cái năm nay do thứ nhất là nắng nóng nè, nó trì đại nè, rồi cái cách quản lý dịch bệnh của bà con mình chưa có được chặt chẽ ha. Còn thấy đâu có bông bông gì đâu, còn giờ em dàn lúa mà biết à, bông ní 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 không, cái này là cũng như là bông chét á lên á, này thằng này thằng 504 hả mọi con, chứ không phải mũi hành y, chứ không phải đề thơm 504. Còn bên đây hiệu em đây sẽ sang lên đầu trên quay xuống cho mọi con xem ô em nè đó. Ô em mới vẫn bị mũi hành nhưng mà vẫn còn vớt giác đỡ hơn những cái giống khác ha. Cái này do bà con mình phân thuốc mạnh chút nữa thì nó dẫn lên cái bông bự bình thường, mà nói chung thì bông bông chứ cái này, cái dàn lúa này cắt ra khoảng 500-600 kg trên công cắt là dữ lắm à, nhưng mà cũng gỡ vốn được. Còn đề thơm thì thấy thua luôn, đề thơm năm nay nó bị đuổi thứ bệnh cho nó dàn lá nữa hoặc lá chân nữa. Thì trong vấn đề xạ lúa đề thơm 8 mà vụ đông xuân mà trời nắng nóng thì rất ba vụ, thì bà con mình lưu ý có thể là mình đỡ giống đi chứ nó bị nhiễm rồi, nó thường thường đông xuân là đề thơm 8 là bị nhiễm hết, và đặc biệt xài những cái lối cuối tháng nè, cuối tháng 10 hoặc là cuối tháng 11 á, thường thường thì bà con để năm 2022 vậy nó dập dịch luôn, nó thì mũi hành với gậy nâu đi chung ha. Thì bà con mình có xài vụ 3 mà xài vô lối này thì né cái thằng đề thơm ra, chọn các cái giống khác xạ UM 18 hoặc cái rồi mình ngừa nó đỡ ha. Còn tập trung mà bà con xạ đề thơm không thì là ế trong quần luôn, nó dập đề thơm nó bị nhiễm dữ lắm rồi, nhiễm mũi hành nữa. Như đất hai vụ được rồi, nó xạ đồng loạt nhiều thì nó đất hai vụ á nó vẫn bị, nhưng mà nó bị tỷ lệ là 10% thôi nó, rồi khi đó nó xanh sôi nảy nở rồi tới đồng ba vụ mình còn xạ sao, đừng kiếm cái giá 10.000 nó, rồi nó xanh sôi nảy nở nó di trú vô Tất Sơn nói gan được sao ba vụ dính hết ha. Rồi thì đây Tất Sơn chia sẻ cho bà con xem cái dàn lúa bị gì ha.